Nhà ơi, em mới về một em siêu phẩm Tết Note nha, dáng của ba Tết Philip đó, cực kỳ đẹp luôn. Con này là hàng mới nha, chưa qua sử dụng đó nha, kiểu dáng nè, trời ơi, phải nói là siêu sang luôn đó, lên tay là cực kỳ sang, nguyên hộp đó, đầy đủ luôn nè. Size là mình đo nè đó, cỡ nếu đo về thì 42 nha cả nhà đó. Còn đo cái vòng trong thì cỡ 38, đo cả núm thì 44, thì suy ra nó cỡ tầm 42. Càng thì em đo về đi 48 nha. Đó, bây giờ em sẽ ướm thử trên tay em 17 nha, cho cả nhà lấy ví dụ nè. Thì con này tay 16 đeo được luôn nha, 16, 16 rưỡi. Đó, rất là đẹp luôn. Test note kiểu dáng của ba Test Philip. Ba Test Philip là giá cực kỳ cao, giá hàng tỷ, mấy trăm triệu, hàng tỷ luôn nha. Đây, test note của Nhật nha, dây thép đúc khóa bướm đó, khóa bướm, khóa bấm luôn đó. Còn nguyên tem này, nguyên siêu nè, táp nè. Giá con này mới cũng rất là cao, 38.500 yên, tương đương với 8 triệu nha. Em bán chỉ có 2 triệu mấy cả nhà, 2 triệu mấy, dưới 2 triệu rưỡi cho cả nhà luôn. Ok chưa? Dây nè, thép đúc, có dạ quang nha, dạ quang. Đây, dạ quang rất là sáng luôn cả nhà. Đó, mặt cũng rất là đẹp nha, độc lạ. Nó sọc sọc nè. Đó, wow, quá đẹp luôn cả nhà. Một con duy nhất nha. Đó, em có đúng một con luôn. Con này mà đeo đi chơi là hết bài, quá sang luôn. Núm còn siêu luôn nè. Rồi, em mời cả nhà nha.